Xin chào quý anh chị và các bạn ơi, em Nguyên đây. Thì hôm nay em đang ngồi trong một ngôi nhà có một cái view em thấy cũng rất là đẹp của ở miền Nam. Đây là một trong những ngôi nhà mà em thấy là có cái view hàng hiếm ở miền Nam Cali này đó anh chị. Một cái view của một con sông nhân tạo anh chị. Đó, một con sông nhân tạo em quay vào khoảng 3 4 giờ chiều, một nắng chiều rất là đẹp. Thì đây là một căn, thực ra đây không phải là một căn single family anh chị, đây là một căn townhouse. Căn townhouse này nằm ở thành phố Huntington Beach, California nha. Nằm rất gần biển, từ đây ra biển là chỉ có khoảng 5 tới 10 phút đi bộ và khoảng 2 3 phút lái xe ra khu Việt Nam, thì khoảng 15 phút lái xe ra khu Việt Nam, rất gần khu Việt Nam anh chị. Căn townhouse này em thấy là nó nằm ở trong một cái location rất tốt nha anh chị. Zip code của căn townhouse nhà Huntington Beach, zip code là 92646 và zip code thuộc dạng zip code mắc tiền anh chị. Nhà có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, nhà rộng 1679 square feet. Thì em thấy là cái căn townhouse này em thấy là nó cái xếp của căn townhouse này nó rất là giống một cái căn single family, mà căn townhouse này cái bức tường nó chỉ chạm với một bên neighbor thôi, và em thấy là nó rất là đẹp. Thôi không để anh chị chần chờ lâu, em vô em quay căn townhouse này trước, sau đó ở phần cuối video em sẽ chia sẻ về những cái ưu và nhược điểm của căn nhà nha anh chị. Rồi em mời anh chị coi căn nhà này cùng em nhé. Đây là phía bên ngoài của ngôi nhà mà em muốn giới thiệu cho anh chị hôm nay. Thì như anh chị thấy, căn nhà nằm trong một cái khu community rất là đẹp, rất là sạch sẽ nha anh chị. Em đang quay vào tầm 3 4 giờ chiều, em thấy mọi thứ đường xá gì rất là sạch sẽ, landscaping gì tất cả bên ngoài á, thì được SOA như tiền cắt cỏ, tỉa hoa thì SOA, tiền SOA nó cover cho anh chị. Rồi, đây là cái ngôi townhouse mà em giới thiệu cho anh chị nè anh chị. Thì căn townhouse này nó có two story nha anh chị. Một cái ấn tượng đầu tiên của em thích là cái này là double carriage nè, mà có một cái driveway rất là dài. Anh chị nhìn cái driveway này nè, thì cái driveway này có thể đậu up to 4 chiếc xe trên cái driveway này luôn nha anh chị. Đó, cái driveway. Và một cái điều em thích thứ hai của căn townhouse này đó chính là nó chỉ ngôi nhà này chỉ có một bên, là cái thường thường khi mình nhắc tới townhouse đó anh chị thì mình hay nói nhà nó bị dính tường, thì nhà này chỉ bị dính tường một bên thôi anh chị, ở bên kia. Còn phía trước ngôi nhà này là một cái khu landscaping nhỏ của cái khu community này. Đây, đây là một cái sân vườn nhỏ của cái khu community này. Và nếu anh chị đi ra thì nó có một cái view con sông nhân tạo hồi nãy em quay và giới thiệu cho anh chị. Không để anh chị chờ ngó cái view này đâu đó, đây là cái view con sông nhân tạo mà em giới thiệu cho anh chị đây. Rất là yên bình đúng không chị? Chiều chiều mình cầm một cốc trà ra, mình ngồi mình uống chiêu chiêu, rất là yên bình. Đúng là khu nhà townhouse gần biển triệu đô, nhưng nó khác với mấy khu townhouse ở dưới ở khu Santa Ana, nó khác hẳn luôn anh chị. Rồi, đây là ngôi nhà, thì giờ em quay. Nhìn ngôi nhà này em cảm nhận là nó không khác gì một căn single family hết anh chị. Đầu rồi, bây giờ anh chị em mình bước vô nhà coi nhà như thế nào nha anh chị. Đây, đây là cái cửa sổ. Đầu tiên em phải thấy, em thường hay ngó cái cửa sổ chứ. Thì em thấy cái cửa sổ này nhìn cái condition là nhìn nó cũng còn mới, giống như một cái cửa sổ mới thay vậy anh chị. Rồi, đây là ngôi nhà mà em giới thiệu, mình vô nhà mình coi nha anh chị. Đầu tiên là mình thấy là double door nè. Đó, double door. Thì cái cửa này em thấy nó cũng cũ rồi, cửa original. Rồi, bước vô nhà thì cái ấn tượng đầu tiên của em, dạo này em khoái, em thích đi, em rất là thích đi quay nhà có hai ceiling. Anh chị coi, trời, cái ceiling này chắc cũng 16, 15, 16 feet đó anh chị. Còn đây là toàn bộ không gian phòng khách. Phòng khách thì có một cái view để ngó ra cái sông nhân tạo đó. Anh chị nhìn cái phòng khách nó bự mà nó thoáng không anh chị. Dạo này em cũng biết rất là nhiều anh chị thích những cái dạng nhà cao như thế này, nên em hay đi quay giới thiệu cho anh chị những căn nhà giống vậy. Thì đây là toàn bộ không gian phòng khách nè anh chị, rất là rộng rãi thoáng. Và em có một số nhận xét về gì về cái không gian phòng khách nè. Đầu tiên á là cái này nó người ta còn gót thảm nè anh chị, còn bên đây là người ta gót gạch. Thì mấy cái này là đồ original hết rồi. Hay là anh chị để ý những cái handle này, tất cả đồ đạc em thấy là đa phần là đồ original hết rồi. Thì quay giờ toàn bộ không gian phòng khách cho anh chị coi. Rồi, đó là toàn bộ không gian phòng khách. Bây giờ anh chị em mình qua cái không gian này là dining room nè anh chị. Thì bên dining room này thì em thấy là thường thường nó đang gót ở gót vinyl nè anh chị.
không gian dining room có một cái cửa sổ nhìn ra rất là sáng. Em thấy nhà này rất là sáng, rất là nhiều cửa sổ nha anh chị. Đây là không gian dining room với không gian kitchen. Đó, đây là không gian kitchen nè anh chị. Có rất là nhiều cửa sổ. Cái kitchen này thì đá, thường như là đá marble nè anh chị. Đây. Và em có một cái nhận xét là thường như cái icon này thường như nó hơi thấp đối với em. Có vẻ là nó hơi thấp. Thấp hơn standard, nó phải cao. Này cái những cái tủ cabinet này em thấy là cũng là cũ rồi, đồ original hết. Đó, nếu tại sao em nói thấp, nếu anh chị nhìn nè, để em quay qua cho anh chị coi, anh chị để ý nè. Cái icon với cái này nó không có bằng size nha. Cái này mới là đúng size nè, cái bếp này nó mới đúng size nè anh chị. Chị để ý. Để ý. Thì cái bếp này đây là cái chỗ trống nè để tủ lạnh, thì nhà này nó không để tủ lạnh. Chắc người ta mua ao ra rồi, người ta vấy tủ lạnh đi rồi. Thì em thấy à, những cái cabinet tủ bếp này toàn là đồ original hết. Hoàn toàn có thể sử dụng ở được, nhưng mà nó là original đá thì đá marble, xinh. Nhưng mà một cái icon thì em thấy là nó hơi bị ủng so với cái standard size. Đó. Rồi, bây giờ anh chị em mình. Thì căn townhouse này ở phía dưới thì không có phòng ngủ nha anh chị. Thì ở phía dưới thường như là nó có nửa cái nhà tắm ở đây. Đây, có một cái nửa cái nhà tắm. Chỉ có cái sink với cái toilet ở đây. Và có một cái gối để đi ra cái không gian garage. Đây cái garage. Garage này thì được cái ưu điểm mà cái ceiling này đã được. Nhiều cái garage anh chị thấy người ta không có đóng cái ceiling đâu. Thì gara này em thấy có cái ceiling, cái bình nước nóng thì em thấy là cũng là bình nước nóng original thôi. Nhưng mà chắc cũng còn sử dụng được đó anh chị. Rồi, bây giờ anh chị em mình cùng nhau, mình lên không gian tầng 2. Mình coi nha. Rồi, anh chị em mình cùng nhau, mình lên tầng 2 mình coi như thế nào nha anh chị. Thì cái tầng 2 này á, thì nhà này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rửa nha anh chị, là nửa cái ở dưới. Thì em thấy là trên tầng thì người ta xài carpet nè anh chị. Thì carpet này em thấy cũng là carpet cũ rồi. Thì đây là cái không gian phòng ngủ đầu tiên mà hình như là nó đang convert lại là một cái office room. Anh chị thấy không? Đang convert lại là một cái office room. Có một cái slide door ở đây. Đó. Cái slide door này cũng là dạng kiểu mới nè anh chị. Thì đó. Thì đây có thể gọi là phòng ngủ đầu tiên, nhưng mà hiện tại là nó đang làm cái office room. Bây giờ mình qua cái phòng ngủ thứ hai. Đây là cái phòng ngủ thứ hai nè anh chị. Thì cái phòng ngủ này thì em thấy cái size nó cũng standard thôi. Đó. Size cũng standard thôi, gót thảm. Đồ đạc original hết. Còn đây là cái nhà tắm đầu tiên của ngôi nhà này. Còn một cái nhà tắm bên kia dành cho cái phòng master bedroom anh chị. Cái nhà tắm này bồn tắm đứng, đồ đạc original hết anh chị. À, thường như cái sink này có vẻ cái nhìn cái tủ này có vẻ mới nè anh chị. Đó, rồi bây giờ mình qua nhà này anh chị thấy không? Cái có một cái view như xuống, nhìn xuống rất là ok, trần ceiling rất là cao anh chị thấy không? Đó. Nhưng mà anh chị để ý nè, hình như này chưa cả popcorn nè, nhà này còn có popcorn nè anh chị. Đó là những cái mà thấy được. Nhà còn popcorn nha anh chị. Cái này phòng master bedroom nè, cũng rất là rộng rãi. Cũng còn popcorn trên ceiling nha anh chị. Em biết rất là nhiều anh chị không thích popcorn. Đây là phòng master bedroom. Và có một cái view nhìn ra con sông nhân tạo. Và mình vô mình khám phá coi cái nhà tắm của cái master bedroom coi. Em thấy là hình như những cái tủ nhà tắm này hình như nó mới thay đó. Đúng rồi anh chị, những cái tủ nhà tắm này mới thay nè anh chị. Em thấy em nhìn còn rất là mới. Nhà tắm em thấy là cũng còn rất là ok nha anh chị. Trong cái master bedroom còn có một cái walk-in closet ở đây nữa nè. Đây, có một cái walk-in closet ở đây nữa anh chị. Và có một cái nhà tắm bathtub nha anh chị. Em thấy cái size của master bedroom này có một... Cái size nhà tắm master bedroom này cũng rất là rộng rãi nha anh chị. Thì em thấy à, đó, thì đây là toàn bộ căn nhà. Rồi, bây giờ em ra không gian bắt cho em quay cái view đẹp cho anh chị coi nữa nha. Rồi, bây giờ anh chị em mình cùng nhau mình ra ngó cái không gian bắt da của nhà này.
Thì vì nhà này là nhà thao hao nên cái không gian bát giác nó cũng không tương đối, nó không có được bự giống như mấy căn single anh chị. Nhà thao hao mà thường thường gần như là không có bát giác anh chị, chỉ có một cái không gian ngồi ở ngoài đây thôi. Thì cái mà làm cho ngôi thao hao này đặc biệt nhất đó chính là cái con sông nhân tạo này nãy giờ em quay và giới thiệu cho anh chị. Thì đó chính là cái mà làm cho ngôi thao hao này nó có một cái điểm gọi là unique, có một cái view á anh chị. Thì cái view này em thấy cũng nó cũng rất là bình yên nha anh chị. Đó. Thì bây giờ em sẽ vào phần cuối video để em nói về những cái ưu và nhược điểm của ngôi nhà này nha anh chị. Rồi. Sau khi xem xong căn townhouse này thì cảm nhận của anh chị về căn townhouse này như thế nào anh chị? Thì riêng bản thân em thì em thấy đây là một căn townhouse có một cái structure đẹp anh chị. Nằm trong một cái location đẹp, đằng sau nhà còn có một cái hồ nhân tạo. Em thấy nó xứng đáng cho với cái một cái căn townhouse gần biển và với giá hơn 1 triệu đô. Thì em xin nói về cái ưu và nhược điểm nhé. Ưu điểm của căn townhouse này, ưu điểm cái location. Căn townhouse này nằm trong một cái location đẹp mà đối với em mà trường học tốt nè, gần biển nè, gần khu Việt Nam, rất phù hợp với những cặp trẻ, những cặp vợ chồng trẻ có một hai đứa con. Thì em thấy đây em hay là nếu mà anh chị ở tiểu bang khác mà anh chị về đây, anh chị muốn mua một căn nhà chỉ để retirement thôi, thì đây là một căn nhà đó. Là một cái đối với em thì đây là một căn nhà để mua để bắt đầu một gia đình. Nếu mình làm income good, mình bắt đầu một gia đình thì đây là một cái tốt để nhà có một cái structure đẹp nè, rồi location cũng đẹp nè, đó thì đó, và khu trường học tốt gần khu Việt Nam. Đó là những cái ưu điểm. Nhược điểm là gì? Nhược điểm là nhà, nếu anh chị coi thì em đã nói là cái nhà này chỉ là original condition thôi. Thì nếu anh chị mua về anh chị vẫn có thể dọn vô ở được, nhưng mà cái bếp thì em thấy cũng tương đối cũ nè, nhà xài thảm mà cái thảm nó cũng là thảm cũ, thì đôi khi về mình phải upgrade cái thảm. Rồi nhà thì em thấy là nó hơi thiếu đèn, tại vì mấy nhà cũ nó không có gắn nhiều cái đèn resize, thì đối với em nhà này nó hơi bị thiếu đèn. Và nhược điểm mà em thấy nó cũng là một cái nhược điểm nha chị, cái SOA khu này tới 558 đô. Đây là một cái tiền SOA tương đối là cao đối với em nha anh chị. Nhưng mà trong căn townhouse này nó có một cái tennis court nè, nó có cái hồ bơi nè, và đằng sau còn có một cái dòng sông nhân tạo nữa. Thì em nghĩ là cái SOA này đối với em mà nói chung là mặc dù là nó cover nhiều thứ nhưng mà em thấy là nó cũng tương đối mắc đối với em. 558 đồng một tháng là cũng tương đối nhiều, cộng với cái tiền mortgage payment nữa. Ok anh chị. Rồi cái giá nhà này là 1 triệu 150 ngàn. Thì em thấy 1 triệu 150 ngàn ở đây thì cái giá nhà này so với một căn townhouse 1678 sau fit nằm cái location này thì đây là một cái giá đúng giá thị trường anh chị, fair value. Nếu anh chị thích mua căn nhà này thì em nghĩ là trả bằng giá hoặc là rẻ hơn chút xíu thì mình có cơ hội mình chiến thắng. Rồi, nếu anh chị thích căn townhouse này thì anh chị có thể liên hệ em qua số điện thoại 7146559715. Em là Tony Nguyễn, em cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian để coi video của em.